mỗi lá phiếu một niềm tin, vì tự do công bằng xã hội vững ý chí cùng dựng xây non sông nhà dựng sáng tương lai. Bạn ơi, mang cho tôi cái kính ra đây để tôi lướt phây một tí nào. Cái ông này mắt mũi tận tà tận tình, hồi tối nè cái díp mắc vô cái phay đây nè, kiến của ông đây nè. Tôi xin bà, cảm ơn bà. Ông đang có cái gì trong đây vậy? Đây này bà xem, cái ông Thành chồng bà Thủy làm ở phường ấy, tôi thấy cái lão này dạo này cứ nhảy nhót lên phay suốt, đám cưới cũng đưa lên, sinh nhật cũng đưa lên, câu cá cũng đưa lên, hôm nay để chụp cái tờ giấy thì đưa lên đây khoe tôi này mà. Thấy không? À, cái này là cái giấy đi bầu cử ông ơi. À, cái thẻ cử tri hả bà? Ừ. Ui giời ơi, thế mà ông ấy cứ làm như một mình nhà ông ấy có không bằng ấy. Mà à, nhắc tới tôi nhớ, nhà mình có thẻ cử tri không? Hay là người ta đưa cho bà rồi bà lại ném đi đâu mất rồi? Có sao không? Hôm qua chị tổ trưởng tôi vô phố kia đưa cho tôi, là tôi vô tôi cất trong tủ liền. Tôi vô tôi lấy cho ông. Nào bà lấy cho tôi xem. Đúng, ông cứ làm một mình cũng có hả? Nhà tôi cũng có thẻ cử tri nhá. Đây này ông, thẻ cử tri nè. Mà ông coi giùm tôi coi. Áo này đẹp không? Tôi mới mài đó. Để mặc đi bầu cử cho nó đẹp. Dẹp 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 ngay đi. Sao vậy? Bà định mặc đi bầu ai? Ở nhà. Cứ hờn hớn thì... Cái ông này kỳ thiệt á. Nhà có hai cái phiếu đi bầu cử thì ông phải để tôi đi chứ. Mà chắc là quan trọng lắm á. Chị tổ trưởng tôi dân phố chị mới đưa đến đây chứ đưa tận tay cho tôi đó. Quan trọng cái gì? Cái này chỉ là cái thẻ cử tri thôi bà biết không? Đây là thẻ của bà, đây là thẻ của tôi. Mà tôi nói cho bà biết, ở nhà này ấy, chỉ cần một mình tôi đi là đủ rồi. Tôi đi bầu thay cho bà. Bà ở nhà lo nhà cửa, cơm nước, giúp cho bố con tôi. Thì khổ chồng với con ghê. Mỗi ngày nấu cho cha con hôm hai bữa cơm là chán lắm rồi. Bây giờ đi bầu cử thì ông phải để cho tôi đi chứ. Mà chị tổ trưởng của dân phố chỉ nhắc đi nhắc lại á, là không có được đi bầu cử giùm. Đi bầu cử thay là vi phạm pháp luật đó nha. Bà đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Nhà khác thì không được, nhưng nhà này thì được. Tôi nói được là được. Đàn bà con gái biết cái gì mà bầu với bà. Tôi hỏi bà thì chẳng lẽ mấy cái ông to mà lớn ở cái phường này một mình bà bầu ra chắc. Nhưng mà đây là cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ông ơi. Cấp gì thì cấp, cũng không bằng cái cấp ở cái nhà này. Cấp tướng đây này, tôi là cái tướng ở cái nhà này này. Tôi nói không là không. Bà bảo ở nhà. Cái ông này, ôi trời ơi. Hết thì áo của tôi rồi. Cái giải này nó khó giặt lắm mà. Trời ơi, thì khổ chồng với con. Thì ai bảo bà cứ càm ràm hoài. Tôi nói mà bà cứ càm ràm hoài. Dạ, chào chị, chào hai chị. Chào hai chị. Dạ. Mời hai chị vào nhà uống nước. Chẳng hay hang bà có chuyện gì mà to tiếng thế? Thực ra thì cũng không có cái chuyện gì. Chúng tôi, hai vợ chồng tôi đang nói về cái vấn đề bầu cử. Thôi mời hai chị uống nước đấy. Chứ có cái chuyện gì to tát gì đâu. Có thì sao không có. Đó, hai chị coi. Ông nhà tôi cứ sồn sồn lên, không có cho tôi đi bầu cử. Rồi nước trà nữa, ông ấy lên cái áo của tôi nè. Trời, mà cái áo này tôi may để tôi đi bầu cử tôi mặc nó đẹp đó. Thiệt là chồng có khổ ghê vậy đó. Chán dễ sợ luôn à. Cái bà này, tôi nói rồi, cái việc của nhà mình ấy là một mình tôi giải quyết thôi. Bà lại cứ nháo nhào lên làm gì? Bà ngồi xuống đây để nghe các chị giải thích một thể này. Dạ, chào anh chị. Tụi em á, nãy giờ đứng ở ngoài sân á, tụi em cũng nghe anh chị tranh cãi trong đây về vấn đề bầu cử. Thì hôm nay tụi em đến đây để thăm hỏi sức khỏe gia đình mình và giải thích về vấn đề bầu cử. Thì tụi em đến đây á, tụi em nhắc nhở là ngày 23 tháng 5 anh chị chuẩn bị để bầu cử cho sớm và đầy đủ. Đúng rồi, sẵn hai chị ở đây á, hai chị làm ơn giải thích cho ông nhà tôi hiểu đi. Chứ từ sáng giờ tôi nói ông không có hiểu.
Hiểu cái gì mà hiểu, bà cứ cảm giảm hoài. Đấy, hôm bây giờ thì nghe các chị nói đi. Dạ, chị Giang nói đúng đó anh. Việc đi bầu cử là cái quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người công dân, không phân biệt nam nữ và tôn giáo. Miễn là mình có đủ, mọi công dân có đủ 18 tuổi trở lên là có quyền để đi chọn những người có đủ tiêu chuẩn vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Luật còn quy định tại khoản 2 điều 69 luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015 quy định cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu thay. Tại khoản 3 điều 69 quy định trường hợp cử tri không biết được thì được nhờ người khác biết thay, nhưng phải tự tay mình bỏ vào thùng phiếu. Còn đối với những người ốm đau tàn tật thì tổ bầu cử phải mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền công dân. Anh mà làm như thế là mất quyền công dân của chị giàu đấy. Ôi khiếp, nghe hai chị cứ nói luật này luật khác nghe mà sợ quá. Thế nó quan trọng đến thế hả chị? Thực ra thì tôi cũng hơi ích kỷ, tôi cũng không muốn cho bà ấy đi bầu cử, mà tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể thay bà ấy bầu là được rồi. Ai ngờ pháp luật thì quy định là như vậy. Dạ đúng rồi anh chị, mọi người á đi bỏ phiếu là phải tự tay mình bỏ vào thùng phiếu mới đúng luật, đó mới là đúng với lại cái nghĩa vụ của mình luôn. Dạ đúng rồi, đúng chưa ông, hiểu chưa? Ra là vậy thôi. Thế này tôi xin lỗi bà, tí nữa thì tôi làm mất hết cái quyền công dân của bà, cái quyền đi bầu cử của bà. Thôi, có lẽ là cái tháng lương này để bù đắp lại cái việc mà tôi có lỗi với bà ấy, thì bà lấy hết cái số tiền đó, bà đi mua cái áo dài, bà may bà mặc, rồi vợ chồng mình cũng đi bầu cử cho nó hoành tráng bà nhé. Dạ, không sẽ. Bây giờ tụi em á, đến thăm gia đình anh chị và giải thích như vậy, tụi em xin phép còn riêng. Đấy hả? Vâng, thì thế hai hai chị, thế này. Tôi chỉ nhắc với nhà tôi một câu thôi, là cái ngày 23 tháng 5 ấy là bà phải đặt chuông đồng hồ sớm hơn để tôi với bà dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi chúng ta cùng đi bầu cử chung ăn nhé. Dạ biết rồi ông xã. Đi bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.